Ok, xin chào mọi người. Thì clip này mình đang bán cái cặp loa Bose 111 AD này mọi người. Cặp loa này thì chuyên trả lời karaoke và nghe nhạc nhẹ mọi người. Nó là cái dòng Music Monitor nha, nên là âm thanh nghe rất là hay. Đặc biệt thì cái dòng này nó kiểm soát cái âm trầm cực kỳ tốt, nên là mình nghe nhạc nhiều, nó không có bị mệt mọi người. Thì nếu mà cặp loa này phù hợp với những ai thích nghe cái dòng nhạc mà retreat, dòng nhạc mà tần số cao hay là những cái nhạc nhẹ hòa tấu thì mọi người dùng cái cặp này nhé, âm thanh cực kỳ hay luôn á. Thì đánh cặp này cần cái âm ly nhỏ nhỏ thôi cũng được, không cần phải âm ly quá công suất quá cao đâu. Thì bộ này nguyên bản người hàng mình ship từ Nhật về. Cũ loa nó dập chìm Bose người, dập chìm dập nổi đó. Số series của cái này là 112289 nha, và đây cũng 11289, ở trên này thì 1321955 nha, 1321955 thì đây cũng 1321955. Nói chung cái cặp này là nguyên bản người zin hết và kèm theo cái chân zin của nó luôn, chân Bose zin luôn. Bên trong thì nó sẽ có điện trở rồi tụ Ena đó, rồi một cái cụm dây, một cái bóng đèn như người đó. Thì bên đây cũng vậy, nói chung là phụ kiện còn cực đẹp luôn. Thì mình cho mọi người xem đó, đây là cái màn loa nó nha. Đó, cái dòng 111 AD này thì cái lỗ thông hơi của nó, cách điệu nó cải tiến thành cái dạng này mọi người, để nó giảm cái rối âm trầm, nghe nó không có lùng nhùng. Dòng này nghe nhạc rất hay, nguyên bản nguyên zin đấy mọi người. Lưới của nó đây nha, thì mình mở ra sẵn để mình quay clip cho mọi người cho nó tiện. Ok, đó thì cặp này mình bán luôn chân là 3 triệu 2 nha mọi người, 3 triệu 2 mọi người về dùng nghe cái karaoke. Những ai có nhu cầu mua nghe nhạc nhẹ hoặc là trả lời karaoke thì mua cặp này, nó được đánh giá là hay hơn cái dòng 101 MM chút xíu nữa, tại vì nó là cái dòng cải tiến, nó ra sau cái 101 MM là dòng này nè, 101 MM này nó ra sau, nên là nó cải tiến về cái lỗ thông hơi này và những cái linh kiện của nó. Cái tủ của nó dùng cái tủ Ena này nè mọi người, tủ cao cấp nha, LNA mọi người thấy không, tủ LNA đó, luôn tủ cao cấp dùng 111 nó dùng rồi đó. Ok, nguyên bản hết nha người, hoạt động tốt. Đó thì hiện tại mình chỉ có một cặp này có chân, nên là mình làm clip riêng cho cặp này, ai có nhu cầu thì liên hệ mình nha. Thì mình nhận ship code nhưng mà sẽ có cọc 200.000 nha mọi người, và hàng tới thanh toán phần còn lại, hoặc là mọi người chuyển khoản đủ thì mình sẽ bao luôn cái phí ship cho mọi người nha, mọi người chỉ nhận hàng thôi. Ok, cảm ơn mọi người nhiều nha.